Vào sáng nay 28 tháng 5, tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, tàu thanh niên hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2014 đã xuất phát ra thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, mang theo tình cảm của người dân trên mọi miền đất nước. Tàu thanh niên năm nay có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đây là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn Thanh niên phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức, mang ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nhất là trong bối cảnh chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng. Con tàu mang tên Trường Sa ra đảo lần này cũng chở đầy ắp quà của người dân đất liền với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng nhằm gửi đến người dân Trường Sa và những chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Trong suốt hành trình, ban tổ chức cũng sẽ phát động phong trào thi đua với nhiều hoạt động như tổ chức thi ảnh, viết nhật ký, hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Sau nhiều năm tổ chức, con tàu thanh niên đã chuyên chở tình cảm của người dân cả nước, động viên các chiến sĩ vững tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia.